Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiết lộ một cái bí mật mà không thể tiết lộ được. Đó là một cái con heo bự chà bá luôn. Thì từ hồi giờ khi các bạn nuôi heo đúng không? Các bạn chạy ra chợ, các bạn mua một cái con heo về xong mình bỏ tiền vô. Đó, thì đó là con heo theo cách nghĩa đúng. Nhưng mà bây giờ tiền nhiều quá, làm sao bỏ vô nổi heo. Tiền nhiều là tiền lẻ nha, chứ không phải là tiền chẵn nha. Tiền chẵn đâu bỏ cho nổi. Nuôi heo bằng tiền lẻ. Đó, thì đây là sáng kiến của mình nè. Đây. Đây là một cái thùng nước 20 lít, thấy không? Ở trên có cái lỗ nè. Đây. Là bỏ vô là không có lấy ra. Thì trong đây là tiền lẻ là 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000. Đó, là chỉ có tiền giấy thôi. Thì nói chung là trong một ngày, ba đang quay phim, Di Hấu quay mặt lại rồi. Di Hấu khoái cái thùng tiền này lắm nè. Đó, ngày nào Di Hấu cũng giúp hết á. Thì cứ mỗi lần mà đi mua đồ, không? Hoặc là bất cứ làm gì mà người ta thối tiền lẻ cho mình là để dành riêng ra bỏ vô cái con heo bự này. Thì con heo này bỏ chắc được khoảng hơn 10 ngày rồi, không biết bao nhiêu, trung bình thì khoảng dưới 20.000 đó. Bạn thấy là nó chưa có đầy, dự trù là khoảng 3 tháng nó sẽ đầy, hiện giờ đang 10 ngày là nó như như vậy rồi. Thì mình sẽ tổng kết lại coi là một năm là mình bỏ được bao nhiêu tiền nha. Thật ra cái tiền này nó không đáng bao nhiêu các bạn, nó tầm khoảng vài triệu hơn, nên thoại đấy vài triệu hơn, nhưng mà tại vì trong túi mình bọc tiền lẻ nó nhiều. Ví dụ thay vì mình bọc 10.000, 10 tờ tiền lẻ thì mình có thể bọc được 10 tờ 100.000 là được 1 triệu rồi đó. Cho nên mình không ai bọc tiền lẻ. Và đây cũng là cái sáng kiến là bỏ heo bù binh nha. Các bạn cũng có thể bắt chước mình nha, kiếm một cái bình nước như thế này. Chúng ta sẽ bỏ tiền vô đây là con heo nha. Ví dụ tùy theo kinh tế mỗi người bỏ từ 10.000, 20, 50, 100. Đối với mình những tiền đó mình bỏ ngân hàng chứ mình không có bỏ heo. Còn tiền giấy thì mình bỏ heo nha. Ok, ví dụ như là các bạn được ba mẹ cho tiền đi mỗi sáng đi học thì các bạn có thể để dành ha. Chúng ta bỏ hết một năm học xong chúng ta vừa mở ra nó có mấy triệu luôn. Như vậy chúng ta có thể sắm được nhiều thứ, rất nhiều thứ nha. Ok, như vậy là đây là con heo của mình nha. Như bạn nào cũng có một cái con heo thật dễ thương thì có thể chia sẻ cho mình để coi thử mình coi cái con heo của các bạn như thế nào nha. Ok, bye bye. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để thường xuyên kêu theo dõi kênh video của Ken Ken nha. Thường xuyên theo dõi tình hình của hai mèo nè, của em Nhím nè, và đặc biệt là của Mina nè, của Tina nữa nè. Đây, Mina đâu? Bye bye đi. Bye bye. Bye bye. Mina. Mina bye bye đi. Scissors. Bye bye. Tạm biệt đi. Tạm biệt. Dạ, mì gió đi, mì gió đi. Trời ơi. Mì gió đi, mì gió, mì gió. Mì gió. Mì gió, nè, mì vô 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 mình nghe mì gió nè. Mì gió đi, mì gió đi. Thôi hung ơi, hung ơi, hung ơi, hung ơi, hung ơi. Daddy. Ok, bye bye các bạn.